cày phim hàng để có một cái cảnh trong phim diễn viên ăn cái snack này cực kỳ ngon luôn. Và hôm nay mình đã có ở đây để ăn thử đó. Đầu tiên là snack tteokbokki. Mình không ngờ một gói nó đầy ứ như này luôn đó mọi người. Đầu tiên là ngậy ngậy mùi phô mai, mùi tteokbokki chua chua cay cay. Ăn nó cuốn kinh khủng luôn. Gói tiếp theo. Tiếp theo là gói vị sô-cô-la. Tôi hỏng cái bánh này nhất tại vì nhìn nó giống kiểu bánh chorus ấy mọi người. Nó thơm thơm mùi quế. Đặc biệt ở bên trong thì có rất rất nhiều mùi sô-cô-la. Để cho tôi một gói này là tôi ngồi tôi ăn hết sạch trong một lúc luôn. Tiếp theo là cái gói mà tôi mong chờ nhất tại vì cực kỳ nhiều người khen cái gói này ngon. Nó ngậy ngậy béo béo mùi bơ, nó cực kỳ thơm luôn. Miếng xong rồi chấm với sữa phải gọi là hết sạch các bạn ơi. Điều mà mình thắc mắc nhất là trong cái gói cookie chocolate chip này có nhiều sô cô la không? Nhiều sô cô la thật đó mọi người. Ăn cũng bon miệng. Nhưng mà thật ra là mình thích cái gói sô cô la ở đầu hơn. Với tôi mà có mấy cái gói này vừa ăn vừa buôn chuyện với bạn bè thì nó phải gọi là hết sảy con bà bảy luôn.